H350i nha anh em. Mấy cái dòng này thì xe nói chung cũng mới mới rồi mà anh em ơi. Thằng này thì bằng bằng A2 anh em mới được nha. Rồi Odo thôi. Thằng này như đời 22 à, 22. 22 mà đăng ký 23 vậy. Để lấy cái remote giùm anh. À, có rồi, được rồi. Này nó còn đủ phụ kiện anh em ha. Chính chủ. Cái này keo anh em ha. Keo á. Keo không chạy nha. À, đi 3.000 rồi anh em ha. Bản chữ T nè. Rất là mới luôn nha anh em ơi. À, cái chỗ này do chủ xe nó đậu quá anh em, đậu á. Ha, đậu ít đi quá nó bị chút xíu đây. Nắm với cái dòng này phải thấy nó hay bị quá. Cái dòng này nhà anh em có xe nhớ châm chỗ này. Chỗ nào anh em để dơ á, để dơ mà không vệ sinh là nó bị nổ cho đó. Bên đây thì không có nổ. Bên đây có chút xíu đó. Con này phép bá anh em giá 115 triệu anh em ha. Ok nè, 115 triệu bao hồ sơ cho anh em luôn. Nói chung xe mới lắm anh em ơi. Đó. Xe rất là mới. À, cái bô này nó cái bô này nó đậu cổ anh em ha. Đó, cái ống bô nó vậy đó anh em ha. Để ra quên nó đậu máy cả. Bao sơ cho anh em luôn. Anh em đến coi xe trực tiếp hoặc là có thể giao dịch online nha anh em ha. À, cái này là màu xám anh em ha. Màu xám anh em dòm ngoài đẹp màu xi măng đó. Đẹp lắm. Rồi ok anh em. À, anh em nào đam mê thì kết nối nha.